quan nhị ca bên tay trái, đừng đừng ân ngại cha bên tay phải, đừng đừng hổ tung hoành đằng sau lưng, đừng đừng chép hóa rồng ở giữa chân, đừng đừng quan nhị ca bên tay trái, ân ngại cha bên tay phải, hổ tung hoành đằng sau lưng, chép hóa rồng ở giữa chân. Gia đình vẫn luôn là điều duy nhất, đến family nằm trên ngực, vài thằng anh em cũng vừa đi mất nên trên hai vai lại thêm mực. Đừng đừng nhìn vẻ ngoài mà bắt hình giống, nói người ta xấu mà xem lại mình có chắc mình không. Đừng 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 nhìn cuộc đời qua bức bình phong, giá trị con người nó nằm ở ngay cái cách mình sống. Thêm con mắt đằng sau gáy, muốn chơi xấu tao cũng chưa tao thấy. Không gian dối không tham lam vì không muốn người ở trên cao thấy. Hà khẩu xa tâm vật còn hơn bao kẻ không phát tâm xa. Con quỷ trong lòng đáng sợ hơn là con quỷ đang nằm trên giá. Chép hóa rồng ở dưới chân.